Thưa quý vị, nhờ tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường lên báo in, ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của báo Nhân dân, ngay từ khi phát hành, đã được nhiều người trẻ săn lùng tìm mua. Không chỉ tạo nên phong cách đọc báo giấy mới, trước sức hút đến từ ấn phẩm đặc biệt này, ngày 10 tháng 5, báo Nhân dân đã quyết định in thêm 5.000 bản phụ san tranh để tặng độc giả. Mình có mấy tờ này, vừa tìm được 3-4 tờ. Bạn có thể chia sẻ cho tôi với được không? Bạn ơi, bạn có thể chia ngọt sẻ bùi lại không ạ? Còn không ạ, nhượng lại mình với. Nếu được hỏi, một trong những vật phẩm được giới trẻ tuần qua săn tìm nhất là gì? Chắc hẳn đó sẽ là ấn phẩm báo Nhân dân số đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đặc biệt không chỉ bởi nội dung về chiến thắng Điện Biên, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của dân tộc, mà còn bởi báo Nhân dân hàng ngày số 25.016 là ấn phẩm báo giấy được ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR và quét mã QR. Công nghệ mới này cho phép người dùng có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama về chiến dịch Điện Biên Phủ nổi tiếng theo phương thức hoàn toàn mới, hình động trong chiều không gian vật lý. Nét đổi mới mang tính đột phá ấy ngay lập tức nhận được sự tò mò, hưởng ứng và thích thú của các bạn trẻ. Phải từ rất lâu rồi thì em mới tiếp cận lại với việc đọc báo giấy. Em đã được nghe rất nhiều về bức tranh panorama về chiến dịch Điện Biên Phủ. Và khi được quét trên app của Nhân dân và trải nghiệm trên công nghệ thực tế ảo thì em sẽ cảm thấy hào hứng và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử Việt Nam ạ. Khi báo Nhân dân đặc biệt phát hành, bạn bè em tìm kiếm, đọc và trải nghiệm rất nhiều. Em cảm thấy rất may mắn vì mình có thể sở hữu và trải nghiệm số báo lần này. Em mong báo Nhân dân sẽ phát hành nhiều tờ báo đặc biệt như thế này hơn để giới trẻ của em dễ tiếp cận, cảm thấy hào hứng khi đọc báo giấy hơn. Trên nền tảng mạng xã hội, từ khóa báo Nhân dân Điện Biên Phủ số đặc biệt cũng đã nhận được hàng ngàn kết quả tìm kiếm. Trong số đó, video chia sẻ về trải nghiệm thưởng thức báo giấy theo cách đặc biệt này của một bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận tương tác chỉ sau hơn một ngày đăng tải. Với người trẻ thì họ vẫn luôn luôn có một cái lòng tự hào dân tộc, và bây giờ làm thế nào để kể cái câu chuyện phù hợp với giới trẻ nhất. Và lần này thì chúng tôi quyết định là phát triển một chút công nghệ ở trên báo in để kết nối hai thế hệ với nhau giữa báo in truyền thống với công nghệ hiện đại. Và tôi rất mừng là Gen Z, những người trẻ và rất nhiều độc giả của báo Nhân dân đã đón nhận sản phẩm này rất là tích cực. Trước nhu cầu tăng cao của các bạn đọc đối với số báo đặc biệt lần này, ngày 10 tháng 5, báo Nhân dân đã quyết định in thêm 5.000 bản phụ san tranh để tặng độc giả. Trong đó, 1.000 bản được gửi tới cư dân, chiến sĩ trên đảo Trường Sa. 4.000 bản còn lại, tòa soạn dành gửi tặng các độc giả trong 2 ngày cuối tuần, 11 và 12 tháng 5, khi độc giả tới tham quan triển lãm tương tác tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ trong khuôn viên tòa soạn.